tối 8 tháng 11, Cổng Thông tin Bộ Công an phát đi thông báo về việc xác định danh tính các nạn nhân thiệt mạng trong container tại Anh. Hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam đã liên hệ với từng gia đình nạn nhân để thông báo một số thông tin liên quan đối với những nạn nhân này. Cụ thể, danh tính và quê quán của 39 nạn nhân gồm 1. Đinh Đình Bình, quê quán, Hải Phòng. 2. Võ Nhân Du, quê quán, Hà Tĩnh. 3. Cao Tiến Dũng, quê quán, Nghệ An. 4. Nguyễn Tiến Dũng, quê quán, Quảng Bình. 5. Lê Văn Hà, quê quán, Nghệ An. 6. Nguyễn Ngọc Hà, quê quán, Quảng Bình. 7. Nguyễn Văn Hiệp, quê quán, Nghệ An. 8. Trần Ngọc Hiếu, quê quán, Hải Dương. 9. Hoàng Văn Hợi, quê quán, Nghệ An. 10. Nguyễn Bá Vũ Hùng, quê quán, Thừa Thiên Huế. 11. Trần Mạnh Hùng, quê quán, Hà Tĩnh. 12. Nguyễn Huy Hùng, quê quán, Hà Tĩnh. 13. Nguyễn Văn Hùng, quê quán, Nghệ An. 14. Võ Văn Linh, quê quán, Hà Tĩnh. 15. Trần Hải Lộc, quê quán, Nghệ An. 16. Nguyễn Đình Lượng, quê quán, Hà Tĩnh. 17. Phạm Thị Trà My, quê quán, Hà Tĩnh. 18. Võ Ngọc Nam, quê quán, Nghệ An. 19. Trần Thị Ngọc, quê quán, Nghệ An. 20. Nguyễn Văn Nhân, quê quán, Hà Tĩnh. 21. Bùi Thị Dung, quê quán, Nghệ An. 22. Trần Thị Mai Dung, quê quán, Nghệ An. 23. Phạm Thị Ngọc Anh, quê quán, Nghệ An. 24. Nguyễn Huy Phong, quê quán, Hà Tĩnh. 25. Nguyễn Minh Quang, quê quán, Nghệ An. 26. Đinh Đình Thái Quyền, quê quán, Hải Phòng. 27. Nguyễn Trọng Thái, quê quán, Nghệ An. 28. Bùi Văn Thắng, quê quán, Hà Tĩnh. 29. Phan Thị Thanh, quê quán, Hải Phòng. 30. Cao Huy Thành, quê quán, Nghệ An. 31. Lê Ngọc Thành, quê quán, Nghệ An. 32. Trần Thị Thơ, quê quán, Nghệ An. 33. Trần Khánh Thọ, quê quán, Hà Tĩnh. 34. Hoàng Văn Tiếp, quê quán, Nghệ An. 35. Nguyễn Đình Tứ, quê quán, Nghệ An. 36. Nguyễn Thọ Tuân, quê quán, Nghệ An. 37. Dương Minh Tuấn, quê quán, Quảng Bình. 38. Đặng Hữu Truyên, quê quán, Nghệ An. 39. Nguyễn Thị Dân, quê quán, Nghệ An. Trước đó một ngày, tối 7 tháng 11, Bộ Công an cho biết, sau một thời gian tích cực phối hợp, kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh xác định 39 nạn nhân thiệt mạng trong container được phát hiện tại hạt Essex, Đông Bắc London, Vương quốc Anh vào ngày 23 tháng 10 năm 2019 đều là người Việt Nam. Các công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế. Bộ Công an Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua những đau thương, mất mát to lớn này.
Hiện, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng Vương quốc Anh thực hiện công tác bảo hộ công dân, đồng thời phối hợp với cảnh sát Vương quốc Anh khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. 39 thi thể được tìm thấy trong xe container ở khu công nghiệp gần cảng Berwick, hạt Essex, Đông Bắc London hôm 23 tháng 10. Cảnh sát Anh ngày 1 tháng 11 ra thông báo tin rằng các nạn nhân trong vụ 39 người chết trên xe container là công dân Việt Nam. Ngay sau khi cảnh sát Anh ra thông báo, chính phủ đã họp và cử đoàn Bộ Công an, Bộ Ngoại giao sang Anh giải quyết vụ việc. Đến tối 7 tháng 11, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao thông báo 39 nạn nhân thiệt mạng trong container tại Anh đều là người Việt Nam. Tối cùng ngày, Thủ tướng đã có thư chia buồn sâu sắc gửi tới gia đình các nạn nhân. Chiều 8 tháng 11, trong báo cáo trước khi trả lời chất vấn trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh không được để thảm kịch 39 người chết tái diễn và cần hành động sao cho người dân làm giàu trên chính quê hương.